Hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính nhân quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên với ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và Nhật Quỳnh kính chào Vinh Kinh và tất cả anh chị em đã về vào đạo tràng. Và Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời Vinh Kinh cầm bích. Và để Nhật Quỳnh coi bài lợi, mấy ngày nay Nhật Quỳnh có nhiều việc rất là lu bu. Có thể là Nhật Quỳnh lấy bài ra sai rồi. Dạ, để Quỳnh cầm mic lâu lâu một chút cho Nhật Quỳnh lấy bài cho kịp nha Quỳnh nha. Dạ, cảm ơn Quỳnh và cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, kính lễ Sư Trí Đức, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng trong rừng. Dạ, thân chào tất cả quý vị. À, hôm nay chúng ta bắt đầu học lại pháp ha, tuần rồi chúng ta nghỉ một buổi, bây giờ chúng ta sẽ học tiếp cái bài mà phần 21 cảnh đó, tức là đối tượng đó. Sĩ Thực Bình là lục lại cái bài cũ đó, bài đối tượng về 21 cảnh đó, ở Bali đó. Tìm lại để coi là mình post lên để đọc lại ha, có chưa? Hello. Tìm ra chưa? À, cái thưa quý vị, trả lời cái bài học mà kỳ trước đang học dở dang, chưa xong bài đó, cũng rất là khó mà phải học từ từ, chậm xếp. À, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau chắp tay đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Namo Bassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Bassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Bassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavan Tang Abhivadepi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Sama sambuddhammatulang sasattham maganuttamang apiwa diyapasisang apithammatthasanghang. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Ma Phật. Kính lễ chư tôn đức cùng tất cả quý vị. Rồi, xin chị Nhật Quỳnh tìm được bài chưa? Alo. Bài đối tượng đó, bài về đối tượng. Rồi, đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Alam mana sang cái hồ. Alam mana sang cái hề. Alam mana ni na ni na ma. Ru ba răng ma năng sắc đà ra ma ngà năng. Sắc đà răng ma năng. Đúng rồi. Gan tha ram ma năng rasa ram ma năng phát thấp ba ram ma năng tham ma ram ma năng gia chấp vi tha ni phải hoành tí. À, đúng mà này là chính xác rồi đó. Rồi cái gì nhờ quý vị post lên giùm phần tiếng Bali rồi tiếng Việt, ba tiếng Việt ha, phần từng đoạn thì mời tất cả quý vị lên cùng nhau đọc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Tam Ma Phật. Rồi xin mời quý vị nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Ma Phật, Nam mô Sang Kha Phật.
Trước hết con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng, con đức kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc trước. Dạ, để một hồi cái máy của con nó lôi thôi, con không có đọc được. Dạ, con xin đọc ạ. A lâm bá na sang gá hồ, toát yếu về đối tượng, cảnh. A lâm bá na sang gá hề, A lâm bá na ní na má. Ru ba răng, má rằm sát. Đà rằm má năng, gần thà rằm má năng, rát xà rằm má năng, bất thập bà rằm má năng, thầm mà rằm má năng, chà tí chấp bi thà ni, phá hoàn tí. Trong tóm lược về đối tượng, có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát tha ru ba mê quá ru ba râm má năng. Tát tha sát đa đá vô sát. Đà rằm ma nà đi ní thầm mà, thầm mà rằm ma nằng bá ná bá xà đá xú khú má ru bá chích tá chê tá xí cá níp bà ná banh nhát tí quá xề ná chát thà sằng gầy hàn tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy. Cùng thế ấy âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Tát tha chắc khu, tát tha chắc khu đòa rí cá chích tà năng, sắp bề sầm bi bù băng, ê quá à rầm má năng, tành chá bắt chúc bành năng, ê quá tát tha sô tòa rí cá chích tà nhảy chích tà đi năng bí sát đà đi ní tà ní chá bắt chúp bành nà ní về quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại cùng thế ấy âm thanh vân vân, đối với nhĩ thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Ma nô đòa ri ca chích tà năng, bá na chấp bi thằng, bi bắt chấp bàn năng, á tì tăng, a na ga tăng ca la vi mút tần cha ya tha ra hằng a lầm ba năng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại quá khứ vị này, và không tùy thuộc thời gian. Đoà ra quy mút tà nành ta ná bá tí sành thí phá quằng gá chú tí sang kha tà năng chấp bí thằng bí giá thà sầm phá quằng dề phì dề ná phá
quanh ta rề cha đòa ra gá hi tằng bạch chúp bành năng á tỳ tằng bình nhát tí phù tăng hoa cấm măng cầm dạ nó nhảy để con đọc lại. Con đọc lại đoạn này đi, nó nhảy tới nhảy luôn. Đoà ra quý mút tà nành cháp bá ná bá tí sành thí phá quần gá chú tí sang khà tà năng chấp bí thằng bí giá thà xâm phá hoàng về phì về ná phá hoàng ta rề chá đòa rá gá hi tằng bắt chúp bành năng á tì tằng bành nhát tí phù tăng hòa cầm măng cầm má ní mít tằng. À, đâu rồi. Gá tí ít tá sầm má tăng à, lầm ba nằng hồ tí. Dạ đoạn 3. Đòa ra quý mút tà nành cháp ba ná ba tí sành thí phá quần gá chú tí sằng khà tà nằng chấp bí thằng bí gia thà sầm phá hoàng về phì về ná phá hoàng ta rề cha đòa rá gá hi tằng bắt chúp bành năng a tì tằng bành nhát tí phù tăng hoa cầm măng cầm má ní mít tằng gá tí ní mít tá sầm má tằng à lầm ba năng hồ. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào, xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp khác trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Dạ, như vậy đã hết rồi. Con kính cảm ơn Thầy, con kính cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, con xin nhường mic cho người khác. Con xin đọc luôn. Dạ, mấy ta đọc luôn hả Thầy? Dạ, đoạn 4. Tê su chắc khú huynh nhà nà đi ní gia thà kha mặn rù bà đi ê kê cà lầm ba nà nề quá ma nồ thà tút tí căng ba ná rù bà đi bành trà lầm ba nặng xề xà ni mà quá chá rá quý bà cà ni há xá ná chích tình trà tí sắp ba thà bí cà ma quá chá ra lầm ba nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình sắc dạ con xin sám hối vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. A cu sa la ni chê quá nhà na quý bái dút
ta cha quá na ni cha ti lô cút ta ra quát chí ta sắp bà lầm ba na ni, những loại tâm bất thiện và những động tóc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Dạ, như vậy là xong. Dạ, con kính cảm ơn thầy. Dạ, con xin trả máy lại cho Đạo Trang ạ. Alo, alo ạ. Wow. Nam mô Bụt Tha dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Thầy Kinh. Kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Con xin đọc tiếp đoạn 5 ạ. Nhà Na Sam Bayuta Cà mà wa cha ra ku sa la ni che wa bành cha mách cha na sang kha ta ma phin nhà ku sa lành cha ti a ra ha ta mắc ga pha la wách chi ta sa bà làm ba nà ni, những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Dạ, hình như cái đoạn dưới nó trùng phải không ạ? Nhà na sam ba yu ta ka ma wa cha ra kri ya che wa kri ya phi nhà no vot tha ba nành cha ti sap ba thà bi sáp bà làm ba nà ni, những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Dạ thưa chị Nhật Huỳnh hết chưa ạ? Dạ xà thú dạ con xin xuống mic ạ, mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, kính chào Thầy Kinh, kính chào với anh chị trong đạo tràng, cảm ơn Thiện Vũ, Châu Nguyễn, chị Netta và Kim Dung cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc đoạn 6 ạ. Arupe su gu ti ya cha tu tha ni ma hắc ya ta lam ba na ni sê sa ni ma ha ya ta chít ta ni ba na sắp ba ni pi ban nhà ban nhát ta lâm ba na ni lô cút ta ra chít ta ni nhíp ba na lâm ba na ni tí, trong những loại tâm thuộc vô sắc giới loại gì, và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại, đối tượng của tất cả những loại tâm thiền, còn lại là những khái niệm đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Hết rồi hả chị là Quỳnh?
Có cái nhiêu đó à? Dạ có tiếp nữa chị. Dạ bành cha vi sa ba rít tăng hí cha chít tà ni ma hắc ga tề e ca vi sa tí vô hà rê át tha nít bà na vô cha rê. Sáu đến những đối tượng đáo đại tâm thiện quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21. 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện quả và di tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasanan Chayatana không vô biên xứ và akinchanya yatana vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21. Đến những khái niệm kasina 8 đến niết bàn. Visa nuttara mut tăng thí giá mắt giá phá lút chi tề bành giá sắp bát thá chắc chắc xề tí sắp tá thà tát thá sằng giá hồ. 21 là 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và di tác thuộc dục giới ly trí. Loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5. 4 loại tâm thiện dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Abhinnya Kusala Citta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán và 6 4 tâm di tác dục giới hợp trí, tâm di tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Mano-dvara-vachana liên quan đến tất cả. 38 thất pháp hạnh phúc đoạn 22. Gá rá vô ní quá tồ chá săn tút thí chá cá tăng nhú tá cá lề ná thăm má xá quá nằng ê tăng măng gá la mú tá măng. Đức cung kính khiêm nhường tri túc và tri ân đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Respectfulness, humility, con tăng mong gratitude, listening to the Dhamma, regularly, in act happiness, high act happiness. Dạ, con đã trả bài xong rồi, xin gửi mic lại cho đạo tràng. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào Thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ không biết là Nguyên Trang có lấy mic của chị Nhung không? Tại Nguyên Trang thấy chị đưa mic à, đưa ta cầm mic, không biết có lấy không ạ? À? Nếu Nguyên Trang có lỡ lấy, Nguyên Trang xin... Ồ oh, không, dạ, tại, ok, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ, con xin đọc bài ạ. À.
làm bana sằng gác hồ toát yếu về đối tượng cảnh. Đoạn 1. À làm bana sằng gá hề à làm bana ni nà ma rù bà rằng ma nằng sát đà rầm ma nằng gành thà rầm ma nằng ra xà rầm ma nằng phô tháp bà rầm ma nằng thầm mà rầm ma nằng chà tí chấp bí thà ni phá hoàn tí. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Trong tóm lược về đối tượng, có 6 loại đó từ. Đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm, và đối tượng của sự hay biết. Taru ba me, waru ba ramanang, tatha sat da da yo, sat da ramana di ni tham ma ram manang, bana pasa das dasukum magru, bacita che, tasikanipa napan nyati sau. Tiwase Nachatha. Nơi đây, chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy, âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết là sáu, là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn, và khái niệm tục đế. Dạ xong hả cô? Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Cảm ơn thầy. Dạ cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, máy của dạ không biết đạo tràng có nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được. Dạ, cô Nhật Quỳnh ơi, cái máy của tôi không có bấm tiếng Bali được, thành thử ra bây giờ tôi đọc cái câu đó rồi cô nghe để cô coi nó thiếu cái dấu quyền nào ha, chứ tôi không có bấm lên được. Dạ, để tôi tìm cái câu kinh hạnh phúc rồi tôi sẽ đọc cho cô. Dạ, tôi sẽ đọc nha cô. Câu 22. Ga ra wo cha ni wa to cha sang tuất thi cha ca tanh nhú ta ca lê na thầm má xá quá năng ê tăng măng ga la mút ta măng. Vậy thì thiếu cái chỗ là ga rá vô, là thiếu cái chỗ dấu quyền, chỗ chữ ga. Rồi chá ní, ga rá vô, chá ní qua tô, thì thiếu chỗ chữ quá, chỗ chữ qua. Rồi xăng tút thi, và thiếu ngay chỗ chữ thi. Chá cá tanh nhú ta, thiếu chỗ chữ ta. Ca lê ná thầm má xá quá năng, và chỉ thiếu mấy chỗ đó thôi. Và mấy ta xin xuống mic để cô Nhật Quỳnh sửa lại tí ha. Dạ, cảm ơn đạo tràng.
À, đọc lại dùm Nhật Quỳnh coi Nhật Quỳnh bỏ dấu đúng chưa dùm nha chị nhá ta nha. Dạ đúng rồi cô. Dạ. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ cô Nguyễn à, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, Sít Thiên Vũ, cô Kim Nhung, dạ Sít Anh Phan đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 2. Tát tha chắc khu đoà ri ca chít tà nàng sát bê sàm bí rù bầm ê quá à rằm má nàng tàn chá bác chúc bằng nàng ê quá tát hà sô tát đoà ri ca chít tà đi nằm bí sát đà đi ní tà ní chá bác chúp bàn nè ní về quá với tất cả những loại nhận thức chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại cùng thế ấy, âm thanh, vân vân, đối với nhị thức, vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoà rikachitta nàng ta na chắc phí thầm bí bác chúc bằng nằm a tì tàng a nà gá tàng cà la quý mút tàng cha giá thà ra hành à làm ba nàng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài ạ. À. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ con xin phép đục xuống mic, con kính dừng mic lại và đạo tràng ạ. À. Dạ, xin phép đạo tràng cho Nhật Quỳnh hỏi chị Mata một chữ nữa. Chị Mata ơi, thiếu chữ ca hay thiếu chữ na vậy chị Mata? Ba chữ chị đưa lên đó, nó thiếu chữ nào? Chữ ca hả? Chữ đầu phải không chị Mata? Câu 26 á. Dạ, rồi, cảm ơn Nhật Nguyễn. Dạ, chị mời đạo tràng tiếp tục. Dạ, con cũng xin sám hối với quý vị, quý ngài và đạo tràng. Con chậm chạp quá nên là tới giờ chót rồi Vinh hỏi Vinh thì Vinh mới cho bài, Vinh nói cũng không biết như thế nào. Dạ rồi nên là lấy bài ra, Vinh hỏi học tới đâu thì vừa rồi học tới ngạ quỷ nên Vinh nói Nhật Quỳnh không có hiểu về diệu pháp nên đã lấy bài ra chậm chạp. Dạ cảm ơn đạo tràng rất là nhiều đã tha lỗi. Dạ rồi lấy bài ra được rồi thì bớt không được nữa. Dạ quý vị, ông thầy ơi, ông ở ác với Nhật Quỳnh quá ông thầy ơi.
Ông thầy biết Nhật Quỳnh già cả rồi, đang ở trong cái room lớp học Buddha Thâm Má, hỏi ông thầy thì ông thầy nói gì, nói là bây giờ Nhật Quỳnh không nhớ thì chờ Nhật Quỳnh lấy bài. Nhật Quỳnh lấy bài ra thì hỏi ông thầy thì ông thầy tắt máy, ông thầy đi ngủ rồi. Rồi biết hỏi ai, tới giờ tụng kinh thì ông thầy nói sai rồi. Trời ơi, bỏ tay luôn. Dạ không sao, đây là kinh nghiệm xương máu đó quý vị, là xương máu làm MC đó. Dạ, giờ kính mời quý vị tiếp tục ạ. Dạ alo, dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ thầy Kinh cùng các anh chị trong đạo tràng. Dạ con không thấy ai lên, thôi con đọc lại thêm lần nữa, con tập đọc ạ. Dạ đoạn 3. Đoà ra mút tà nành cha ba na bát tí sằng thi qua vụ thi thi pha hoàn ga chu ti sằng khà tà nằng cháp bi thằng bi thà sầm pha hoàn dề phi dề na pha hoàn ta tề cha đòa ra ga thi tằng bách chúp bàn nằng a tì tằng bành nhát ti phù tằng hòa cầm mằng cầm mani mít tằng gani mít ta sầm mát tằng à làm ba nằng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Dạ, vậy là xong ha, dạ. Xin cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài, dạ sa thú. Dạ, yeah, con xin kính đến lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính lễ thầy Kinh, và con xin kính lễ đạo tràng. Con xin đọc ạ.
Tê su chắc khu bí nhá ná đi ní giá thác thác khá mầm rú bá tí kê cá lâm bá ná ní và má đô tó tú tí khá tí khám bá nhà rú bá tí nhá bá chá lâm bá nằm sê sá ní cá má bá chá ra vi ba ka ni ha sa na chita chati sapatha bi kama va kama va cha la lam pa nya ni va. Dạ con xin hết à. À con xin xuống mic à. Nữa, còn nữa à, à, con xin đọc tiếp. Trong những loại tâm này, nhãn thức tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình sắc vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Aku aku sala ni chiva nya na vit ba yu ta ya va na nya ni chati lokutara va chita sa sa pa lam pa nang. Những loại tâm bất thiện và những tổng tốc ly trí có tất cả những đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Dạ con xin xuống mic nè. Dạ con xin. Dạ, dạ Tâm Hương. Còn ai trong đạo tràng chưa đọc, quý vị có thể đưa bàn tay của mình lên. Dạ, Nhược Quỳnh kính mời ạ. À. Thiện Vũ nói nè, niệm từ. Dạ, còn vị nào chưa đọc thì xin đưa bàn tay mình lên. Quanh Phan nữa. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhược Quỳnh không? Dạ, kính chào chị Anh vừa vào đạo tràng. Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ, Thiện Vũ nghe được. Thiện Vũ có thể đưa bàn tay lên không? Dạ, cảm ơn Nguyên Trang. Cảm ơn Thanh Hoàng. Thanh Hoàng nữa nè. Diêm Nhung thì đọc rồi. Dạ, cảm ơn chị Meta. Dạ, mời quý vị đọc tiếp ạ. À. Đọc tiếp đoạn 5. Dạ, mời Thiện Vũ. Cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, em không biết là chàng đã nghe được em nói chưa ạ? À? Hello? Em không biết đạo tràng có nghe được em nói, tiếng nói của em không ạ? Để em kéo bài xuống em đọc. Em chưa tìm thấy bài. Đoạn 5. Nhà ná sam thá yút thá ca ma vá chá vá cú xá là ní xê vá bàn chá mắt thá thà ná xăng kha tá mắt phìn nhà cú xá lần chà tí
Arahatha Magga Phala Vajji Pasa Phala Phalam Phanani, những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí, thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Dạ, con xin đọc xong. Alo, Thiện Hữu có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Còn một đoạn nữa, chưa hết bài. Rồi, Thiện Hữu nghe. Em không nhìn thấy ạ. Cho em kéo lên, em không nhìn thấy bạn nào hết. Dạ, yeah, Nam Mô Bất Thà dạ. Dạ, quý vị có nghe không ạ? Alo. Alo. Rồi, nghe ha, ok. Bây giờ để tranh thủ, để chuẩn bị học, thì giờ Nguyên Trang đọc từ số 1 của số 3. Nguyên Trang nghe không? Nguyên Trang có nghe không? Nguyên Trang đọc từ số 1 của số 3. Rồi cho Nguyễn đọc từ số 4 tới số 6, với bài kinh gì đó, kinh Băng Tóc Hạnh Phúc. À, là một nhóm Nguyên Trang đọc 1 với 3, cho Nguyễn đọc tiếp theo cho đến hết bài. Rồi thứ hai thì Sip Meta đọc cũng từ 1 tới 3, rồi Sip Nhật Quỳnh đọc hết bài luôn. À, chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho học, chia làm 2 lần nha, đọc cho nhanh lên ha. Alo, nắm được chưa? Alo. Được rồi không? Ok, rồi, xin mời Nguyên Trang bắt đầu đi ha. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, con Nguyên Trang một lần nữa con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Kính chào Thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. A Lâm Bát Ná Sằng Gá Hồ, Bát Yếu về đối tượng cảnh, đoạn 1. A Lâm Bát Ná Sằng Gá Hề, A lầm ba nà ni nà ma ru ba rầm ma nằng sát đà rầm ma nằng gần thà rầm ma nằng sa ra rầm ma nằng phút tháp ba rầm ma nằng thầm ma rầm ma nằng cha ti chấp bi thà ni pha hoàn ti. Dạ, không biết mọi người còn nghe âm thanh của con không ạ? Dạ, cảm ơn Huynh Chánh Tâm. Trong tấm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự biết. Tát tha ru ba mê wa ru ba rầm ma nằng tát tha sát đà đá dồ sát đà rầm ma nà đi ni thầm mà rầm ma nằng ba na pa sa đa su kuma kuma ru ba chít ta chê ta si ka ni pa na bành nhát ti wa se na chát tha sằng sằng gề hàn ti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết là sáu và những phần nhạy cảm của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Đoạn 2. Tát thách chắc khu đoà
Vikachit tà năng sắp tề sầm bí rù bằng ế quá à rầm ma năng tành chấp bắt chấp bằng năng ế quá ta thà sô ta đòa Vikachit tà đi năng bí sát đà đi ni tà ni chấp bắt chấp bằng nà ni dề quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy, âm thanh vân vân, đối tượng với nhị thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano dvara vikacitta năng banachappitham bi bách chấp bàn năng á tì năng á nà gá tăng cà la quy mút tăng cha gia thà ra hầm ra hằng à lầm ba năng hồ tí. Những sáu loại đối tượng, nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc vào thời gian. Đoạn 3. Đoà ra quý mút tà nành Chà ba na ba tí sàn Thí phá hoàn ca chú tí sàn Khà tà nành Chà bí thầm Bí giá thà sàm phá hoàn Dề phiêu Dề na phá hoàn ta rề Chà đoà Ra ghi hi tăng Bách chấp bàn nành A tì nành Bành nhát tí phù tăng à hòa cầm măng cầm ma ni mít tăng. Cá tí nít mít tá sầm ma tăng à lầm ba năng hồ tí. Đối với loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, nhưng tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên, cũng có thể phát sanh. Phần lớn, các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Dạ. À, dạ con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ con kính cảm ơn thầy Sa Thú. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sang Khà giá. Và một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào cả đạo tràng. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Đoạn 4. Tề su chắc khu quỳnh nhà Nà đi ni yát thắc ca măng Rù bà đi ê kê ca lầm ba nà nề quá Ma nô thà tút tí càng ba nà rù bà đi bành trà lầm ba năng Sê xà ni ca mà quá chá ra quý bà ca ni Hasana chit tan cha ti sappatha pi kama vachara lamba na ne wa. Trong những loại tâm này, nhận thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh vân, nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Akusala ni che wa nya na vipayut ta cha wa na ni cha ti lo kuttara vacchi ta sappa lam pa na ni. Những loại tâm bất thiện và những động tác ly trí có tất cả các đối tượng ngoài trừ những đối tượng siêu thế.
Đoạn 5. Nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha ra ku sa la ni che wa pan cha mat tra na san kha tam ma phin nhà ku sa la ku sa lan cha ti arahat ta mak ga pha la wat chi tap wat chi sappa lam pa ne ni. Những loại tâm thiền dục giới, hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Nhà na sam pa yut ta ka ma wa cha ra kri ya che wa kri ya phin nhà wa tháp pa nan cha tí sắp pa tha pi sắp pa lam pa nè ni. Những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Đoạn 6. A rupe su duti ya cha tut tha ni mahak ya ta lam ba na ni se sa ni mahak ya ta chit ta ni pa na sap pa ni pi pan nhat ta lam ba na ni lo ku ta ra chit ta ni ni pa na lam ba na ni tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm, đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Bành cha quỳ sa pa rít tầm hi cha chít tà ni ma hắc gá tê ê ca quý sa tí gô hà rê áp tha nếp bà na gô cha rê. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả thuộc dục giới cộng 1 ngũ quan thức cộng 1 thiếu sanh tâm bằng 25. 6 đến những đối tượng đáo đại, tâm thiện, quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21, 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện, quả và di tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. A ca sa nan cha ya ta na không vô biên xứ và a kin chan nhà ya ta na vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21. Đến những khái niệm ca si na 8 đến niết bàn. Vì sa Nuttaram muttam hi ap gam mak gafaluchite. Bành cha sắp bát thách chắc chê tí sát ta thà tắt tha sàng gá hồ. 20, 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí. Loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5. Bốn loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới Avinya Kusala Chitta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán. Và 6. Bốn tâm duy tác dục giới hợp trí và tâm con xin sám hối ạ. Và 6. Bốn tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và y môn hướng tâm, Mano Đoà Rà Quách Trá Ná, liên quan đến tất cả. 38. Pháp hạnh phúc. Gà Rá Quù Chá Ní Quà Tù Chá Sàn Tút Thì Chá Cá Tành Nhú Tà Cà Lê Ná Thầm Má Sá Quá Nàng Ê Tàng Mạng Gá Lá Mút Tá Mạng. Đức cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp,
là phúc lành cao thượng. Respectfulness, humility, contentment, rectitude, listening to the Dhamma regularly, highest happiness. Dạ thưa, con đã đọc xong mà. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh rất nhiều. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, để coi con, coi đạo tràng có nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cho biết nghe được, nghe rõ. Dạ, con xin đọc ạ. À, Lâm Bá Ná Sang Gá Hồ, toát yếu về đối tượng cảnh đoạn 1. A lâm ba na sang ga hề, a lâm ba na ni na ma ru ba răng ma năng sát đà râm ma năng gần tha râm ma năng ra xa râm ma năng phốt thập ba râm ma năng ma râm ma năng cha tí chấp tha ni phá hoàn tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát tha ru ba mề qua ru ba râm ma năng tát tha sát đa đa dồ sát đà râm ma na di ni tham ma râm ma năng ba na ba sa đa su khu ma ru ba chít ta chê ta si ca nếp ba na bành nhát ti quá xê na chát tha sằng gầy hàn ti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy. Cùng thế ấy, âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Đoạn 2. Tát tha chắc khu đoà rí ca chích tà năng sắp bề sầm bi ru bằng ê quá a râm ma năng tành cha bắt chúp bành năng ê quá ta tha sô ta đoà rí ca chích ta đi năng bi sát đà đi ni ta ni cha bắt chúp bành na ni về quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại. Cùng thế ấy, âm thanh vân vân, đối với nhĩ thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đo ri ca chít ta năng, ba na chấp bi thang, bi bắt chấp banh năng, a tì tăng. Anagatang kalawimuttan chayatharahan alambanang hồ tí. Nhưng 6 loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đoạn 3. Dwarawimuttanan chabana ba tí sành thi pha hoàng gá chú tí sành kha ta năng chấp bi thằng bi giá thà sầm pha hoàng về phì về na
pha hoàn ta rề cha đòa ra ga hi tăng bắt chấp bành năng a tì tăng bành nhạc tí phù tăng hoa cầm măng cầm ma ni mít tăng ga tí ni mít ta sầm ma tăng a lâm ba năng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sinh, hậu kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Dạ, như vậy mà ta xin nhận mít cho người kế tiếp ạ. Sa thú, kính cảm ơn chị Mạch Ta. Nam Mô Bích Tha Giá, cô Tị Duyên ơi, nhà Quỳnh kính lễ cô Tị Duyên mới vừa vào đạo tràng. Cô có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, Nguyên Trang, chị Meta, Châu Nguyễn và Hà cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, cô Tệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không cô? Alo, cô Tệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Vậy là cô không nghe rồi, Nhật Quỳnh thấy cô vào sao? Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh bớt. Dạ, cảm ơn Hà. Dạ, Nhật Quỳnh bớt tiếp đoạn 4, rồi cô cầm mic đọc hết từ đoạn 4 tới câu pháp cứu kinh luôn nha cô. Dạ, là thầy kinh phá sổ đó nha cô. Dạ, mời cô. Dạ, sa thú, cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Và bây giờ tự nhiên xin đọc bài Nhật Quỳnh có đi. Rồi, cảm ơn Nhật Quỳnh. Tê su chắc khu quỳnh nhà na di na di ni ya tha ca măng ru ba di và đi kề cà lăng ban na quê nam man no tha tu ti căng ban na ru ba đi bay cà lăng ban năng dê dê sa ni ca ma wa cha ra vi ba ca ni ha sa na chít tan cha ti sa ba tha pi ca ma wa cha ra lăng bát hà quê ná bát nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình sắc vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Akusala yewanya na vipa yutanya wana nija tiklo kutarawat tarawat citasap ba lăng ba na ni. Những loại tâm bất thiện và những động lực, những động tốc lý trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Nhà na sam ba yu ta ka ma wa cha ra cu sa la ni che wa bai cha ma cha na sang kha tam ma bình nhà cu sa la cha ti a ra ha tam ma ga
Palawacita Saparidang Panani. Những loại tâm thiện dục giới, hợp trí và thắng trí, thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Nhana sambhayutta kama vajrati yaya chewa yaya phinya votha banancha tí sắp ba tháp tí sắp ba lăng ba na ni. Những loại tâm di tác dục giới hợp trí, loại tâm di tác thông và tâm xác định, có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Arupe su dutiya chatutha ni mahagata lang bana ni se sa ni mahagata citta ni bana sabba ni vipanya lang bana ni lokuttara citta ni nibbana lang bana niti. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ ba có những đối tượng đáo đại, đối tượng của tất cả những loại tâm thiền, còn lại là những khái niệm, đối tượng của các loại tâm siêu thế là niết bàn. Bhansi sabaritang hichachitta nimaha gate eka visati voha re athani pana nagochare. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả thuộc dục giới, cộng một ngũ quan thức, cộng một tiếu sinh tâm bằng 25. Sáu đến những đối tượng đáo đại tâm thiện, quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21, 15 tâm thiện sắc giới và những tâm thiện quả và di tác của sơ thiền và tâm thiền vô sắc giới. Akaranancha yatana không vô biên xứ. Qua a kinh chanh nhà ta giá tana vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21. Đến những khái niệm Aksa Kasina tám đến niết bàn. Visanut taramut tăng hí ác gá mắt gá phalut hí tề bàn chá sắp bát thát chắc tề chắc chê tí sắp tát hạt tát gá hồ. Dạ, chắc hết rồi. Dạ, hết rồi, không gì vậy? Ô, còn nữa hả? 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và di tác thuộc dục giới ly trí. Loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5. Bốn loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Abhinnya kusala citta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán. Và 6. Bốn tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác
của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Monodvara vachana liên quan đến tất cả. Gara vô chân nữ hòa tô chất sàn tu thi chất cá tành như ta ca lê na thầm mất thầm mất sao quan năng ê tăng măng gần là mùa ta măng đức cung kính nghiêm khiêm nhường, đức cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Dạ rồi, quên đoạn này chị biết cái chữ thầm mà. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Hôm nay chúng ta đọc hơi bị lâu một xíu ha. Bây giờ chúng ta có thể, nếu từ sau được quý vị có thể bắt cặp nhau để đọc cho nó nhanh ha, tranh thủ cho nhanh. Ví dụ như là cô Meta với cô Nhật Quỳnh cặp, rồi Nguyên Trang, Châu Nguyễn cặp, rồi cô Kim Dung với Trần Đạo cặp. Rồi ai đó bắt cặp nhau cho nó lên liên tục đọc, tránh đỡ mất thời gian ha. Đọc cho nó nhanh. Rồi, xấu ha. Rồi, hôm nay mình bắt đầu trả lời học tiếp theo bài đối tượng, bài mình mới đọc xong ha. Thì trước là mình học tới cảnh Niết Bàn và xong cái nhóm C. Đúng chưa? Rồi bây giờ mình học tới nhóm D. Từ 13 đến 14. Rồi em rồi thư ký đâu viết lại nhóm D từ 13 đến 14. 13 cảnh danh pháp. Namaramana cảnh danh pháp. Namaramana. Rồi, dòng chi pháp hai chấm tâm sở niết bàn, đó là chi pháp của cảnh danh pháp ha. Chi pháp tâm sở niết bàn. Tâm sở niết bàn. Rồi, chi pháp. Tâm có bao nhiêu tâm quý vị? Alo, tâm có bao nhiêu đây? 121 tâm, xà thử. Rồi, tâm sở có bao nhiêu? 50 tâm sở đúng không? 52, xà thử. 53 là con Meta thêm cái, 53. 53, 52 thôi. Rồi, Niết Bàn có mấy? 3 hay 4? Alo, Niết Bàn có 1, rồi, xa thử. Rồi, sắc pháp có mấy? Đây, trong cảnh danh pháp này có sắc pháp không? Alo, trong cảnh danh pháp này có sắc trong đó không? Không, ok. Xa thử ha. Rồi, như vậy cái cảnh là cái đối tượng của cái những cái tâm là thuộc về, là đối tượng thuộc về danh pháp, tức là hôm nay ta nói là tâm là đối tượng, tâm sở là đối tượng, niết bàn là đối tượng, là thuộc về danh pháp. Rồi bây giờ mình nói là biết nhất định, tức là biết cảnh danh pháp nhất định đó, thì biết nhất định hai chấm có 46 tâm. Biết nhất định có 46 tâm. À, 40 tâm siêu thế cộng 3 thức vô biên xứ cộng
cộng 3 phi tưởng xứ, 40 tâm siêu thế, cộng 3 thức vô biên xứ, cộng 3 phi tưởng xứ. Ghi chưa? 40 tâm siêu thế, 3 thức vô biên xứ, 3 phi tưởng xứ. Rồi đúng rồi, là biết cảnh nhất định, tức là biết cảnh danh pháp nhất định, là gồm có 46 tâm. 40 tâm siêu thế, 40 tâm siêu thế là gì quý vị? 40 tâm siêu thế là gì đây? Alo. Đạo mấy đạo? 2 đạo, 3 đạo hay là 1 đạo? Hai mươi đạo, 20 quả, xa thấu xa thật. 40 siêu thế, 20 đạo, 20 quả. Rồi, ok. Ba thức vô biên xứ là gì đây? Alo, ba thức vô biên xứ. Ba thức vô biên xứ, ai nói đúng không? Thiện quả di tác, xa thú, thiện quả di tác, đúng rồi, chính xác ha. Thiện quả di tác, ba cái thức vô biên xứ. 20 đạo, 20 quả, là thiện quả di tác. Rồi, ba phi tưởng xứ. Là sao đây? Phi tưởng 1, phi tưởng 2, phi tưởng 3. Ha. Phi tưởng xứ. Cộng đường. Thiện quả di tác, rồi đúng rồi, xà thử ha, dễ quá ha, giờ hiểu hết rồi, bắt đầu nói ra là nắm được hết rồi ha. Rồi bây giờ tại sao mà 40 tâm siêu thế biết cảnh danh pháp nhất định? Alo, tại sao 40 tâm siêu thế tại sao biết cảnh danh pháp nhất định? Alo, danh pháp gồm có tâm, tâm sở, niết bàn là biết. Vì bắt cảnh niết bàn, đối tượng là niết bàn, xa thứ, và niết bàn nằm trong nhóm thuộc về danh pháp, là 40 tâm sự thế chỉ biết có niết bàn duy nhất, ngoài ra không biết cái cảnh nào khác ngoài niết bàn, cho nên 40 tâm sự thế chỉ bắt được đối tượng là niết bàn thuộc về danh pháp. Cảm ơn không? Biết rồi không? Rồi cô Meta, cô Trần Đạo, cô Nhật Quỳnh, vâng, nắm được không à, cho biết đi, cho xin cái bông đi, Thiện Vũ, Trần Đạo. Dạ, xà thú là cô Kỳ Anh, Thanh Hoàng này, biết nắm được không? Rồi, ok, bốn người chỉ biết có đối tượng duy nhất là niết bàn, dễ hiểu quá ha, dễ ăn quá trời ha. Rồi ba thức vô biên xứ, tại sao biết cảnh danh pháp nhất định mà không biết những cảnh khác? Ba thức vô biên xứ, ai nói chúng không? Ai? Nguyên Trang sao? Châu Nguyễn sao? Cô Nhật Quỳnh, cô Meta đâu mất rồi? Cô Trần Đạo luôn đâu mất tiêu rồi? Thì anh vân vân, Thiện Vũ nữa đã mất hết rồi. Vì bắt cảnh không vô biên xứ làm đối tượng, bắt cảnh không vô biên xứ làm đối tượng, mà không vô biên xứ thì nó thuộc về cái gì quý vị? Bắt cảnh không vô biên xứ gì đây? Bắt cảnh không vô biên xứ là nó thuộc về cảnh chân đế. Rồi nó nằm trong chi pháp nào đây? Nó thuộc về niết bàn hay nó thuộc về tâm sở? Alo,
thuộc về tâm, xa thấu thuộc về tâm, chi pháp thuộc về tâm, thành ra ba thức vô biên xứ này bắt cái tâm không vô biên xứ là bắt cái tâm đó làm đối tượng. À, thì chi pháp thuộc về tâm là bắt là cảnh danh pháp, thấy chưa? Rồi ba thức vô biên xứ tại sao chỉ có bắt cảnh danh pháp làm đối tượng mà không bắt những cảnh pháp, cảnh sắc pháp, cảnh này kia vân vân, tại sao ba thức vô biên xứ? Sao cũng vậy được. Ba thức vô, ba phi tưởng, phi phi tưởng xứ, bắt cái gì, bắt cái gì trật lật rồi. Ba phi tưởng, phi tưởng xứ, bắt cảnh gì? Vô sở hữu xứ, đúng rồi, chính xác. Vô sở hữu xứ làm đối tượng, thành ra bắt là bắt lấy cái tâm vô sở hữu xứ làm đối tượng để tu tập thành tựu phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì như vậy nó thuộc về tâm, tức là thuộc về cảnh danh pháp, đúng chưa? Chân đế luôn rồi, mà đây đang nói danh pháp nha, tức là mình không có nói chân đế vô, đây đang nói về danh pháp. À, chân đế nó nhiều lắm, đây nói về danh pháp thôi, chân đế thì nó rộng hơn. Đang học về chân danh pháp phải không, nắm được chưa? Rồi nhắc lại, 40 tâm siêu thế chỉ bắt cảnh niết bàn, ba thức vô biên xứ không vô biên xứ làm đối tượng, ba phi tưởng, phi tưởng xứ bắt vô sở xứ làm đối tượng. Thành ra đây là nó chỉ bắt cái cảnh đó đại, bắt cảnh thuộc về danh pháp. À, cho nên bốn mươi siêu thế và ba thức vô biên xứ cộng ba phi tưởng xứ biết cảnh danh pháp nhất định. À, biết nhất định, nhớ là ngoài ra nó không biết gì khác ngoài cảnh danh pháp, và ngoài ra nó không biết cái gì ngoài cái đối tượng của nó, và biết về cảnh danh pháp cách nhất định. Rồi nắm được không? Alo, cho biết đi, cho bông hoa nào lên coi. Rồi ha, xong ha, mình thông qua được ha. Rồi ok, xà thủ quá xà thủ luôn. Rồi bây giờ biết không nhất định, với cái phần biết không nhất định nè, hai chấm, có 43 tâm. Biết không nhất định có 43 tâm. Mở ngoặc. Biết không nhất định, hai chấm, có 43 tâm. Và 41 tâm dục giới, từ ngũ song thức và ba ý giới. 41 tâm dục giới, từ ngũ song thức và ba ý giới. Phải cộng hai tâm thông, cộng hai tâm thông, 41 tâm dục giới trừ ngũ song thức và ba ý giới cộng hai tâm thông. Như vậy mình có 41 cộng 2 là 43, thì có 43 tâm biết cảnh danh pháp không nhất định. À, biết cảnh danh pháp lại không nhất định, cộng hai tâm, đúng chưa? Ừ, rồi ha. Rồi giờ 41 tâm dục giới là những loại tâm nào đây? Alo. 41 tâm dục giới ghi ra giùm cái coi. À, 12 tâm bất thiện, đúng không quý vị? 12 tâm bất thiện đúng không? Alo, cho biết đi. Rồi, ok, chính xác ha. Rồi gì nữa? 12 tâm thiện, rồi nhìn ở đây, ghi từ từ nha, 2 tâm thiện, là gì đó, từ từ, giờ tới tâm vô nhân có bao nhiêu nè, 12 tâm thiện rồi ha, rồi giờ đi xuống, mà đi xuống từ nhóm, mà. Rồi tâm vô nhân có bao nhiêu? À, có 5, có 5, chánh tâm có 5, nguyên trang, hai kháng ý môn là gì? Có 5 là gì đâu, ghi ra coi, có 5 đúng rồi đó, 5 thì ghi ra coi, 5 cái tâm vô, 5 trong căn nhóm vô nhân là gì đây?
Vì đã dầu. Wow, à, giỏi quá ta. Ba quan sát, một kháng ý môn, một quy tiếu, ưng quy tiếu là năm. Đúng không quý vị? Chính xác chưa? Chính xác chưa? Cô quá ta đâu rồi? Cô Nhật Quỳnh đâu mất luôn rồi? Cô Trần Đạo đâu rồi? Đúng rồi không? Đúng chưa? Đúng rồi không? Chính xác rồi. Như vậy là mình có thêm 5 cái tâm vô nhân đó nữa ha. Rồi, bây giờ tới gì nữa? Gì nữa? Rồi tới nhóm dưới nữa là còn có nhiều. Thằng Nhung Kim Nhung là 24, Tịnh Hảo, Nguyên Trang 8, Tâm Dục Giới. Đó là 43 tâm nha, nãy giờ cộng là được nhiêu rồi, cộng được nhiêu rồi. Quý Trang coi lại coi. Mười hai tâm bất thiện, đúng chưa, cộng 5 tâm vô nhân là 17 ha. 17 giờ tới gì nữa? 17 với cái gì nữa, 43 lần đó. Tính sao cho ra 43 coi, 17 với là 24 lần nhiêu, 24 với 10 là 34, chứ 7 là 41, đúng chưa, 41, đúng không, đúng không, chính xác chưa, đây là mình lấy hết 24 tâm dục giới cộng 2 tâm thông, thành ra là mình có là tổng cộng là 43 tâm biết cảnh danh pháp không nhất định. Rồi, trong quyển ghi lên chưa? 12 bất thiện, 5 vô nhân, 24 tâm dục giới tình hảo, cộng 2 tâm thông nữa ha. Và tổng cộng là 43 tâm, đúng chưa? Rồi, bây giờ ha, xong ha. Rồi giờ ta thiếu 2 tâm rồi. Ok. Rồi 12 tâm bất thiện là 8 tham, 2 sân, 2 si. Tại sao biết cảnh danh pháp mà không nhất định? Tại sao? Alo. Tại sao 12 tâm bất thiện biết cảnh danh pháp là không nhất định? Trật. Hồng Dung trật rồi. Chẳng ngủ cái đấy. Rồi, một người ngủ đi rồi, ai đó. Danh pháp, đối nghịch của danh, đối nghịch của danh pháp là gì quý vị? Là gì? Hello. Sắc pháp, đúng rồi. Bây giờ 12 tâm bất thiện là biết danh pháp, biết không? Biết cảnh danh pháp không? 12 tâm bất thiện biết danh pháp không? Biết, biết sắc pháp không? Biết sắc pháp không? Alo. Biết luôn đó. Thì 12 tâm bất thiện này biết cảnh danh pháp không nhất định, bởi vì nó vừa biết danh pháp và nó biết luôn cả sắc pháp. Đúng chưa? Tức là nó biết được là danh pháp, nó biết tâm sở, nó biết luôn cái sắc pháp luôn, nó biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh sắc, nó biết luôn. Bởi vì nó cho nên chính vì lý do đó mà nó biết được cả hai. Cho nên biết không nhất định, biết cảnh danh pháp không nhất định. Đúng rồi không? Rồi, tới gì nữa? Tiếp theo là gì? Ba ý giới. Có không? Không có rồi. Rồi năm tâm vô nhân là gì đâu? Năm vô nhân là gì đâu? Nãy ghi vô anh rồi. Năm vô nhân. Ba quan sát chứ không hai. Thì tiếp ba quan sát. Gì vậy?
trật kim nhân trật đó, hai ghi đúng là ba quan sát, một kháng nghi môn, một vị tiếu, ba quan sát kháng một vị tiếu. Rồi ok, rồi ba quan sát tại sao nó biết cảnh danh pháp không nhất định, ba quan sát tại sao? Alo. Ba quan sát, ba tâm quan sát tại sao biết cảnh danh pháp không nhất định, lý do tại sao? Đúng rồi, biết cả danh và sắc luôn. Bởi vì khi mà cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh kiến, vị xúc, những cảnh sắc nó vô thì cái tâm quan sát này nó cũng quan sát được cảnh đó, nó bắt được cảnh đó, nó biết được cảnh sắc. Còn khi nó làm cái phận sự là mót hay na cảnh gì đó thì nó biết luôn cả danh luôn, nó biết được cái tâm động đốc, động tác luôn, nó biết được cả danh luôn. Thành ra như là ba cái tâm quan sát này nó có thể biết được cả danh và sắc, cho nên nó biết cảnh danh pháp không nhất định. Rồi đúng chưa, nắm được chưa? Rồi tới kháng nghi môn. Kháng nghi môn tại sao? Kháng nghi môn cũng vậy luôn ha, cũng biết luôn cả hai. Kháng nghi môn biết nó thuộc về tâm kháng nghi môn, khi làm việc xác định cảnh thì nó biết cảnh xác định cái vị xuất. Khi nó trong lỗ ý nó biết cảnh pháp, thì nó làm việc mở đường cho lỗ ý ha. Đó là kháng nghi môn. Ưng cũng vi tiếu cũng vậy luôn, biết được cả hai, tâm mỉm cười của Bậc A La Hán, cả sắc pháp và danh pháp luôn. Rồi đây là mình thông qua được năm tâm vô nhân. Rồi tới 24 tâm dục giới tình hảo, 8 tâm thiện dục giới tình hảo, biết được cả hai không quý vị? Biết được cả hai không? Alo. 8 tâm thiện dục giới tình hảo, biết luôn, nó biết được sắc pháp, nó biết được danh pháp luôn. Rồi xa thú. Rồi 8 tâm quả thiện dục giới tình hảo, biết được cả hai không quý vị? 8 tâm quả thiện dục giới tình hảo, biết được không? Biết luôn, nó bắt được cảnh sắc, nó bắt được cảnh pháp luôn, cảnh danh pháp luôn. Khi nó làm việc tục sinh, nó bắt được cái cảnh sắc để mà nó đi tục sinh, nó lấy đối tượng là cảnh sắc, cảnh thinh, cái ý xúc, hoặc là những cảnh pháp, cảnh thuộc về nghiệp tướng, cảnh thú tướng, thì nó bắt được cảnh đó. Cho nên nó biết được cả hai, danh pháp và sắc pháp. Rồi, nắm được chưa? Alo. Rồi di tác thì chắc chắn là biết ha, tâm di tác và cả lá biết cả danh và sắc. Rồi hai tâm thông cũng vậy luôn, hai tâm thông là biết được cả danh và sắc. Như vậy là mình qua được cái không nhất định và biết cảnh danh pháp không nhất định, có 43 tâm, 41 tâm dục giới trừ ngũ sân thức và bảy giới, cộng hai tâm thông, vừa biết cả danh lẫn sắc và nó có thể biết luôn cả chế định luôn. Như vậy là cái gì, nắm được chưa? Tổng cộng là nhiêu? Tổng cộng là mình có nhất định là nhiêu và bất định là nhiêu. Nhất định như tổng cộng là 89 tâm thì phải, 89. Đúng chưa? 89. Đúng rồi, tổng cộng là 89. Ghi ra tổng cộng là nhất định là mấy đó? 4 mấy rồi đó. 46, nhất định là 46. Và bất định là 43. 46, 43 là 89 tâm. Biết cảnh danh pháp. Rồi ha, và mình thông qua được cái phần cảnh danh pháp rồi ha. Xong rồi, cho cái bông đi, cho cái bông để qua cái phần mới đi. Rồi, xa thử, cái gì vậy? Quá giỏi luôn, cả loại vậy là ngon lành ha. Nắm hết rồi, nắm pháp, ngon lành. Rồi, bây giờ tới số 14, tức là cảnh thứ 14 ha. Cảnh sắc pháp, phải là danh pháp, bây giờ mình học tới cảnh sắc pháp.
cảnh sắc pháp. Rupa Rammana, cảnh sắc pháp. Rupa Rammana. Rồi, chi pháp có 28 sắc. Chi pháp có 28 sắc. Chi pháp có 28 sắc. Rồi, từng dòng sắc thô, hai chấm. Sắc thô có nhiều quý vị? Sắc thô có nhiều biết không? Có ai biết không? 12 nguyên trang đặt rồi. Sắc thô có 12 nguyên trang đặt. Nguyên trang ơi. Rồi, sắc thô có 12. Ai kể ra được không? Ai kể ra coi. Sắc thô có 12 là cái gì đâu? Ai kể được không? Có 12. Có ai nhớ không ta? Chắc quên hết rồi. Quên thiệt. Đất, lửa, gió. Đất, lửa, gió. Đúng rồi, trúng một cái. Trúng ba cái. Rồi, đất, lửa, gió. Rồi gì nữa? Tiếp tục bắt lửa gì nè, bốn sắc cảnh sắc cộng đất lửa gió. Đúng rồi, bốn sắc cảnh sắc cộng đất lửa gió, tức là sắc tinh khí vị, đất lửa gió là bảy. Nguyên trang đặt lất rồi. Nguyên trang đừng nói ẩu nha. Thiền vũ cộng năm tịnh sắc căn xa thú, hay quá vậy ta. Năm sắc thần kinh hay là năm tịnh sắc căn xa thú? Rồi, như vậy cộng là bao nhiêu? Năm sắc thần kinh hay năm tịnh sắc căn, năm sắc thần kinh cộng bảy sắc cảnh giới, tức là sắc thinh khí vị và tam đại là bảy nha, đất lửa gió. Rồi, thư ký ghi ra nha, 12 sắc thô có 12. Năm sắc thần kinh cộng bảy sắc cảnh giới là sắc thinh khí vị và tam đại. Đất lửa gió sắc thân thi vị và nó sang rồi, đúng là sắc thô. Rồi, sắc tế. Sắc tế có nhiêu đây quý vị? Hello. Sắc tế có 16, đúng rồi, xa thú. Là gì đây? Cãi luôn. Cãi giùm luôn đây. Sắc tế có 16. Nước. Chính xác, người đàn chính xác, nước. Chấm tầm 2 sắc tính, đúng luôn. Rồi, gì nữa? Nước, hai sắc tính. Rồi, tiếp. Sắc y vật, đúng luôn. Rồi. Sắc y vật, chính xác. Sắc y vật. Sắc mạng quyền. Mình ghi cho rõ ràng ha. Sắc y vật, sắc mạng quyền. Sắc vật thực. Sắc hư không, rồi chính xác ha, sắc hư không, chính xác. Rồi, có gì nữa? Hai sắc biểu tri, chính xác luôn. Ba sắc đặc biệt, đúng luôn. Ba sắc đặc biệt, bốn sắc tứ tướng, rồi, xà thủ, chính xác. À, như vậy là mình có nước là một nè, cộng hai sắc tính là ba, cộng sắc y vật là bốn, cộng sắc mạng quyền là năm, cộng sắc vật thực là 6, cộng sắc hư không là 7, cộng 2 sắc biểu tri là 9, 3 sắc đặc biệt là 12, 4 sắc tứ tướng là 16. Thì như vậy mình có là 16 sắc tế được liệt kê ra như vậy không? Tổng số là mình có 16 sắc tế và 12 sắc thô, gồm lại là có 28 sắc pháp. Thì đối tượng của tâm kỳ này là hai là thuộc về cảnh sắc pháp, tức là 12 sắc thô và 16 sắc tế.
thuộc về sắc pháp hết, toàn bộ thuộc về sắc pháp. Dễ ăn thì rất chánh tâm, dễ ăn ngon lành. Gì khó dễ ủi. Được chưa? Rồi. Nghĩ xong chưa? Xong ha. Rồi, biết nhất định, hai chấm. Biết nhất định, tức là biết cảnh sắc là nhất định đó. Biết nhất định có 13 tâm. Có 13 biết nhất định đúng rồi, có 13 tâm. Biết định có 13 tâm. Năm tức là 13 tâm là ngũ sanh thức, ghi luôn vậy đi, ngũ sanh thức cộng ba ý giới. Ngũ sanh thức cộng ba ý giới 13. Ngũ sanh thức cộng ba ý giới. Ngũ sanh thức cộng ba ý giới. Rồi, ngũ sanh thức là cái gì đây? Alo. Ngủ xong thức là cái gì? Là năm thằng không được ngủ hay sao đây? Năm thằng nhỏ không được ngủ. Ngủ xong thức. Ngủ xong rồi thức á. Năm thức. Năm thức gì? Năm thức là trật ha. Nói năm thức là trật. Ngủ xong thức. Hai mắt vài mũi lưỡi thân. Rồi, đó là một cặp phải không? Nó ngủ sông thức là một cặp thức, là năm cặp thức. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, mà thiện và bất thiện thì kêu là ngủ sông thức. À, rồi, ok. Ba ý giới là gì đây? Ba ý giới. Ba ý giới. Ba ý giới, ba ý giới. Alo, nhanh tay lên. Hai tiếp thâu cộng một khác ngũ môn. Xà thấu ha. Rồi, như vậy là nhất định, là biết cảnh sắc pháp nhất định. Mình có 13 tâm là ngũ sân thức và ba ý giới. Rồi, bây giờ tại sao ngũ sân thức và biết sắc nhất định? Tại sao ngủ sanh thức biết cảnh sắc pháp nhất định? Alo. Chỉ bắt cảnh sắc. Chỉ bắt cảnh. Đấy không? Chỉ bắt cảnh sắc thinh khí dị xúc xa thú nói vậy mới đúng ha, nói đủ ra nha, càng càng số một luôn ha. Mà chỉ bắt được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, bởi vì nhãn thức chỉ bắt được cảnh sắc, không bắt được cảnh thinh, mà nhĩ thức thì bắt được cảnh thinh, không bắt được cảnh sắc, thì mỗi cái nó bắt cảnh của nó, thì ngũ sanh thức thì bắt được nhãn nhĩ tỷ sắc thinh khí dị xúc nhất định. Nó biết được cảnh sắc pháp nhất định. Rồi ba ý giới tại sao đây? Ba ý giới tại sao bắt được cảnh sắc pháp nhất định? Ba ý giới lý do tại sao? Ba ý giới alo. Ý giới bắt năm cảnh trên. Một người. Hãy đến đây. Ý giới bắt được năm cảnh trên. Các ngũ môn mở cửa cho ngũ xong thức. Xà thú ha, xà thú là dạo này Nguyên Trang giỏi quá trời. Rồi chính xác ha, bởi vì các ngũ môn, ba ý giới. Rồi các ngũ môn mở đường cho ngũ xong thức. Rồi tiếp thâu là tiếp thâu năm cái cảnh đâu. Nhất định là cho nó biết cảnh sắc pháp nhất định. À, như vậy, và đúng không? Rồi.
Phải nắm được không? Rồi, biết không nhất định, hai chấm. Biết không nhất định. Hai chấm, có 43 tâm. Có 43 tâm, biết không nhất định. Rồi. 41 tâm dục giới trừ ngũ song thức và ba ý giới. 41 tâm dục giới trừ ngũ song thức và ba ý giới cộng hai tâm thông. Ngũ song thức và ba ý giới là nó biết nhất định không, giờ biết không nhất định mà bỏ ra. Rồi, không nhất định là có 43 tâm, 41 tâm dục giới là tâm nào, kể lại lần nữa coi quý vị ơi. 41 tâm dục giới, kể lần nữa mà không trúng nữa thì thôi nha. 41 tâm dục giới, 12 tâm bất thiện. Rồi, tiếp theo. Gì nữa? Năm vô nhân, năm vô nhân. Năm vô nhân là gì đây? Kể ra luôn. Hai mươi bốn dục giới tịnh hảo. Rồi. Đúng rồi ha. Là 41 tâm dục giới. Biết cảnh sắc không nhất định. Tại sao vậy quý vị? 12 tâm bất thiện, tại sao nó biết sắc mà nó biết không nhất định? Lý do. Alo. Lý do tại sao tham sân si mà biết cảnh sắc không nhất định? Biết luôn cảnh pháp luôn á, bởi vì nó biết luôn cảnh pháp luôn, xà thú. Và nó biết được cảnh sắc và nó biết luôn được cảnh cảnh danh luôn, cảnh danh pháp luôn, nó biết giết sắc và danh luôn. Thì như vậy là 12 tâm bất thiện nó biết được cả hai, cho nên nó không có nhất định là phải biết được cảnh sắc pháp mà nó biết luôn cả danh pháp luôn. Rồi tiếp theo là ba quan sát khái môn sinh tiếu. Ba quan sát khái môn và sinh tiếu biết được sắc pháp không? Cũng vậy luôn, đúng rồi, sao đâu biết được sắc pháp và biết luôn cả danh pháp luôn, biết cả sắc cả danh luôn, sao đâu không? Rồi tới 24 dục giới tịnh hảo. Cũng vậy luôn, quá giỏi ta, còn dẫn lớp này càng ngày càng dữ dằn ha. Rồi. Rồi, như vậy là 41 tâm biết được cảnh sắc pháp và biết luôn cả danh pháp luôn. À, cho nên nó biết được cả hai, biết được sắc pháp và danh pháp luôn. À, khi nó lúc thì biết cảnh sắc, lúc nó biết cảnh cái sắc pháp, lúc nó biết cảnh danh pháp. Rồi, bây giờ hai tâm thông thì ha, thiên nhãn thông, khỏi nói ha, thiên nhãn thông là biết tá lã. Hai tâm thông. Rồi, vậy tổng cộng là mình có nhiêu? Tổng là 13 cộng 43 là 56, đúng không? 13 cộng 43 là 56, tức là 13 nhất định cộng 43 bất định là 56. Đúng rồi, sao đó chính xác không? Rồi, như vậy là chúng ta là biết được cảnh sắc pháp là bao nhiêu tâm biết, cảnh danh pháp là được bao nhiêu tâm biết, một cách rõ ràng ha, một cách chính xác, không có gì mà lầm lẫn ha. Khi mình nắm được chi pháp về một cách chính xác thì mình rất là dễ đi vào cái pháp thực hành, mình biết được đâu là cái nào biết, cái nào, cái nào biết, cái nào. Chứ không thôi mình ngồi đó mình mơ tưởng mình sống trên mây nó mới khổ.
Rồi như vậy là quý vị thông hết chưa? Đã nắm được hai cái bài này không? Bài danh pháp, cảnh danh pháp và cảnh sắc pháp không? Alo. Nắm được không? Xin cho biết đi. Alo. Nắm được ha, dễ ủi ha, đâu có gì đâu khó không? Ai nói ví dụ pháp khó đâu dễ ủi. Nói sơ là có gì nắm được hết liền. Rồi. À, như vậy là hôm nay quý vị học được hai cái bài pháp tiếp tục theo thuộc về cảnh, thuộc về 21 cảnh thì mình học tới cảnh thứ 13 tới 14 rồi ha. Thì tuần tới là mình đi vô nhóm E là từ 15 đến 17, 15 đến 17. Còn 1-2 tuần nữa là mình sẽ học hết luôn 21 cảnh này luôn. 21 cảnh xong mình đi qua một cái chương mới, lật qua một trang mới. Giờ là coi như là hôm nay tất cả những cái bài pháp mà chúng ta học bao nhiêu lâu nay về cảnh đối tượng mình đã nắm được cách chính xác rõ ràng, không có bị lầm lẫn ha. Quý vị đã chat lên và ghi lên rõ ràng, ai cũng hiểu được cách, không có bị trở ngại, rất là xa thú cho buổi học này. Rồi, Nam Mô Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Kha Giá. Này cũng vừa đến giờ phải lẽ ha. Do phước báo và chư Phật hôm nay nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điều nhau cả thái. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, xin mời MC nha. Dạ, Nhật Quỳnh xin sám hối với Vinh Kinh và Đào Tràng. Tới giờ chót là Nhật Quỳnh bị té. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Sa thú lành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt Đào Tràng kính cảm ơn Vinh Kinh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay cho Đào Tràng được nghe, hiểu và có thể hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh đặt đạo tràng kính cảm ơn Quỳnh và Nhật Quỳnh cũng xin sám hối với đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Dạ, để Nhật Quỳnh coi có đại đức pháp trang không, có ngài không hy vọng. Dạ, lúc nãy Nhật Quỳnh té không biết là Quỳnh đã chúc phúc cho đạo tràng chưa. Nếu mà Quỳnh chưa chúc phúc thì Nhật Quỳnh sám hối xong nha, mà mời Quỳnh chúc phúc nha. Ut tamang ge na wan de hang ba da phang sum ba ruot tamang buot te yo kali to do so buot tho khamatu tang mamang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm vi trần nhị chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam an ghê na quanh đê hăng thầm anh cho được vị thân và rằng thầm mê vô khả lý tổ đô sơ thầm mô khả mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam an ghê na quanh đê hăng sang khanh cha được vị tho tam mạng sang khê vô ca li tổ đô sơ sang khô khăm ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý tinh tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ Quỳnh kinh nhà đàn cho Nhật Quỳnh biết lúc nãy kinh đã chúc phúc cái đạo tràng chưa. Dạ, kính mời Quỳnh ạ. À, xa thôi, xa thôi. Họ thấy Quang Indy, Quang hay Quảng. Mặc dù không biết gì hết, không biết gì hết là sao trời. À, chắc phải nói giờ không học, nó vô ngang lớp này chắc bắt
bài luôn hả? Rồi cái từ từ nghe biết biết. Alo, quý vị nghe rõ không? Alo. Rồi, ok. Rồi, để đại diện cho Room xin đọc bài kinh một chút. Bao tu sắp ba mang gà lăng rác khăn tu sắp ba đê và ta sắp ba bút ta nụ phá vệ nà sá la sọt thi ba văn tư tê. Bao tu sắp ba mang gà lăng rác khăn tu sắp ba đê và ta sắp ba thăm ma nụ phá vệ nà sá la sọt thi ba văn tư tê. Bao tu sắp ba mang gà lăng rác khăn tu sắp ba đê và ta sắp ba sáng khá nụ phá vệ nà sá la sọt thi ba văn tư tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Một thầy á, đặt mồ thầm mày á. Quan quản gì đó, quan anh đi đó, nếu mà theo dõi bài hỏi trong quyển hay là hỏi Nguyên Trang gì đó, gửi mấy cái đường link qua để mà nghe lại, nghe mấy cái bài trước, cái bài cũ trước, hoặc là những cái căn bản từ đầu, hoặc là vô Room Nguyên Như Kỳ Viên có ôn lại mỗi thứ tư phải không Nguyên Trang, mỗi thứ tư có ôn lại từ đầu phải không? Rồi đúng rồi, vậy là mời Quang qua đó ôn lại á. Quang chưa nắm được nè, học vô đi nghe nghe dịch nghe sấm rồi bài này khó. Rồi vậy xin lần nữa kính chúc tất cả quý vị luôn được có trí tuệ là sáng chói ha, sớm thành tựu đạo quả thứ ba. Cảm ơn. Sa thú lành thai. Quang còn ở trước máy phải không? Nghe Nhục Quỳnh nói nha, mình nghe mình chưa hiểu, nghe hoài rồi nó sẽ hiểu. Nhục Quỳnh hồi xưa cũng vậy đó, đừng lo. Nhưng mà bây giờ Nhục Quỳnh cũng chưa hiểu đâu quý vị. Quỳnh hả, nghe Quỳnh kinh giảng là Nhục Quỳnh lo chép rồi không kịp nữa, lấy đâu mà trả lời là cái tâm gì. Nên là Nhục Quỳnh chắc cũng gần giống như Quang vậy thôi, không có hơn gì đâu, nên kệ, cứ nghe đi rồi từ từ nó sẽ thấm, không sao hết. Trong miệng nó đếm số rồi. Nhật Quỳnh thì nó chép không kịp, phải copy của trong miệng thêm vô mới kịp đó, chứ còn làm sao mà trả lời kịp. Nhìn vô bán niêu cũng đâu làm gì được kịp đâu, nên bó tay hả, có sao nói vậy Quỳnh ơi, không thể qua mặt được. Nhục Quỳnh copy ra, Nhục Quỳnh làm bụp làm hình cũng tưởng là Nhục Quỳnh hiểu, thật sự trong lòng là không hiểu, trùm nè. Vậy Hoàng Quang là trùm luôn nè. Mà giờ Nhục Quỳnh không có giảm kêu Quang là huynh nữa, tại vì ngày hôm qua hôm kia vậy đó, Quang chắc lên là cái nick này tới hai vị xài lần. Nguyên Trang ơi, một vị là một vị là huynh Quang, còn một vị là mẹ của huynh đó, nên Nhục Quỳnh không có dám. Dạ, giờ không dám nào, không dám gọi là huynh nữa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, nhưng dù sao cũng rất là cảm ơn huynh kinh đã vào đạo tràng, bỏ thời gian ra để dạy. Có người biết, người không biết, người hiểu, người không hiểu. Như thời Đức Phật vậy thôi. Dạ, khi mà Đức Phật muốn không thuyết giảng cái pháp cao siêu cho mọi người nghe thì chư thiên chúng thỉnh, thì những như những hoa sen, cái lú lên cái chưa lú vậy thôi, không có sao hết. Dạ đúng rồi, chị Mách Ta giỏi hơn Nhật Quỳnh đó. Nhật Quỳnh là ghi không kịp. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ, kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng mà sau khi mình học pháp rất là xa thú chư thiên, rất là hoan hỷ khi mình học về vi diệu pháp. Nhanh quý vị, mình dâng phước tính chư thiên ạ. Ya ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni qua ya ni qua an ta li khê ta tha ga tăng đê và ma nu su bu chi tăng bu thăng na ma sa na su wa ti ho tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni qua ya ni qua an ta li khê ta tha ga tăng đê và ma nu su bu chi tăng tham mang na ma sa na su wa tu ya ni
ta phụ ta ni samma gat ta ni phụm ma ni wa ya ni wa an ta lịch khê ta thả ga tăng đề bằng anu sư bồ chỉ tăng tăng khăn nam ma xã na su va thì hô tục hạng phu ta nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu ta nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ.